Chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video mang tên 5 tin nhắn khiến cho người đàn ông ấy phải yêu bạn say đắm. Nghe thì chắc các bạn sẽ có cảm giác là hơi quá đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó không quá chút nào đâu. Hãy có niềm tin rằng năng lực của các bạn là vô tận và các bạn có thể làm bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Cho nên hôm nay chúng ta hãy cùng đi sâu hơn vào cái chủ đề này. Nhưng trước khi đi vào 5 tin nhắn khiến cho đàn ông phải say mê các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái lỗi sai thường gặp của các bạn gái của chúng ta khi mà nhắn tin cho người mà các bạn ấy yêu nhá. Cái lỗi sai đầu tiên đó chính là nhắn tin quá nhiều. Nhiều cô gái của chúng ta thì muốn nhắn tin thật nhiều cho người mình yêu để đảm bảo rằng mình luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy và mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Nhưng các bạn biết không, chính điều này đã khiến cho người đàn ông, khiến cho bạn mất đi sức thu hút trong mắt những người đàn ông đấy. Bây giờ các bạn đừng sợ là mình không xuất hiện, mình không nhắn tin nhiều, gọi điện nhiều thì anh ấy sẽ quên mình. Anh ấy không quên các bạn được đâu, cho nên đừng có cái nỗi sợ đó. Bây giờ nhá, các bạn hãy tưởng tượng mình như là một bông hoa á. Các bạn là những bông hoa đẹp, nhìn thì rất là thích, ngửi thì cũng rất là thơm. Thế nhưng mà cái bông hoa này mình sẽ còn trân trọng nó hơn nữa khi mà mình ít khi gặp hơn, nghĩa là không phải quá nhiều. Không phải là mình đi đến đâu mình cũng có thể nhìn thấy cái loại hoa này, mình đi đến đâu mình cũng có thể ngửi thấy cái mùi hương này. Thì cái loại hoa đó dù đẹp, dù ngát hương nhưng cũng không được trân trọng, đúng không nào? Cho nên là nếu các bạn muốn mình được trân trọng thì đừng để mình xuất hiện với cái tần suất quá nhiều. Quá nhiều chưa kể là sẽ làm người ta bội thực nữa. Hãy đảm bảo rằng những tin nhắn mà các bạn gửi cho người mà các bạn yêu, người mà các bạn thích hoặc người yêu của các bạn, người chồng của các bạn đừng quá nhiều nhá. Đương nhiên là ít quá thì cũng không tốt. Không phải là một ngày mà một tin nhắn, hai ngày một tin nhắn cũng không có cho nhau thì đó là quá ít. Chúng ta hãy đảm bảo rằng chúng ta xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy cũng giống như những bông hoa ấy. Thỉnh thoảng mà anh nhìn thấy, anh ấy sẽ thấy đẹp, thấy thơm, thấy muốn ở bên các bạn. Cho nên tránh ngay cái lỗi là nhắn tin quá nhiều. Và cái lỗi thứ hai đó chính là trước khi nhắn tin thì các bạn có mục đích nó chưa được đúng đắn. Cho nên là khiến cho các bạn đôi khi các bạn nhắn tin các bạn sẽ bị thất vọng. Bởi vì sao? Ví dụ trước khi các bạn nhắn tin thì mục đích của các bạn là gì? Mình nhắn tin là để anh ấy quan tâm mình. Ví dụ hôm nay mình gặp phải một anh chàng mà mình thích, mình muốn nhắn tin để anh ấy gây ấn tượng nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn cho mình. Và biết đâu là bọn mình có thể là người yêu, hay là ví dụ nhắn tin cho người yêu của các bạn, thì các bạn lại bắt đầu với cái mục đích là mình nhắn tin cho anh ấy thì anh ấy sẽ nhắn tin lại nhiều tin nhắn yêu thương hơn cho mình, sẽ nồng nhiệt hơn với mình. Nếu các bạn bắt đầu cái tin nhắn của các bạn mà với chỉ cái mục đích như thế thôi thì rất có thể các bạn sẽ bị đau lòng và sẽ bị buồn. Có thể trong thời gian đầu tình cảm nồng thắm thì ok, không vấn đề gì. Nhưng càng về sau mà các bạn vẫn cứ như vậy nữa thì sẽ khiến cho các bạn buồn khi mà cái người đàn ông mà bạn thích họ nhắn những cái tin không giống như các bạn mong chờ. Vậy thì trong tình huống như thế này thì phải làm sao? Mình có một cái bí quyết như thế này. Trước khi các bạn nhắn tin cho một người đàn ông, bất kể đó là người các bạn thích hay là người yêu của các bạn hoặc là người chồng của các bạn, thì các bạn hãy đặt cho mình một cái mục đích trước khi các bạn nhắn tin đi. Ngoài cái mục đích là để tăng cường tình cảm của cả hai bên, để cho cả hai có thể tình cảm nồng thắm hơn, ngoài cái mục đích đấy thì hãy dành cho mình thêm cả một cái mục đích dự bị nữa. Ví dụ nhá, đây là một anh chàng các bạn thích đúng không? Các bạn nhắn tin cho anh ấy với hy vọng là ôi, mối quan hệ này có thể tiến triển hơn. Nhưng hãy cho mình thêm một cái phương án dự bị nữa. Đó chính là mình nhắn tin cho anh này một người mới. Biết đâu là mình sẽ học được thêm những cái điều mới nữa. Ngoài việc nói chuyện với anh ấy này, anh ấy có thể chia sẻ với mình những cái kinh nghiệm này, hoặc là nói chuyện với anh ấy thì mình sẽ học thêm được một điều gì đó mới. Đó, hãy cho mình thêm một cái phương án dự bị là ngoài là mình nhắn tin để cho tình cảm có thể tiến triển lên, và cái mục đích thứ hai đó là mình có thể học thêm một điều gì đó từ anh ấy. Để có hai cái phương án dự bị như thế này thì khi mà các bạn nhắn cái tin đầu tiên, khi mà các bạn cái mục đích đầu, ví dụ cái mục đích đầu tiên của các bạn không đạt được, thì các bạn sẽ vẫn có một cái phương án để an ủi mình là mình vẫn có một cái phương án thứ hai, đó chính là dù sao thì nói chuyện với anh ấy mình cũng đã học thêm được rất nhiều điều về cách ứng xử, về cách nói chuyện. Nói chung để các bạn luyện, đúng không? Không sao cả. Thế cho nên đó chính là cái bí quyết mà chúng ta phải có thêm những cái phương án dự bị. Chứ đừng để mình chỉ có một cái mục đích duy nhất thôi, thì lúc đó khi cái mục đích đó không đạt được thì các bạn sẽ buồn. Hoặc là ví dụ các bạn nhắn tin cho người yêu chẳng hạn, người yêu của các bạn ví dụ là gần đây hơi lạnh nhạt với mình muốn nhớ anh ấy quá, mình nhắn cho anh cái tin
ngoài cái mục đích là để cho anh ấy yêu thương mình, có thể là nếu anh ấy quan tâm mình thêm nữa, nồng nhiệt với mình hơn nữa thì càng tốt, đúng không? Nhưng hãy cho mình thêm một cái mục đích thứ hai là mình muốn thật lòng là muốn quan tâm anh ấy, để cho anh ấy biết là có một người vẫn đang quan tâm anh và yêu thương anh. Đấy, như vậy khi mà cái mục đích đầu tiên của các bạn không đạt được thì các bạn sẽ có một cái phương án thứ hai là nếu mà anh ấy không nồng nhiệt lại với mình thì mình sẽ có một cái phương án an ủi mình là mình chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi mà, anh ấy không đáp lại thì thôi, mình cũng không cần phải buồn. Đó, chính vì vậy nhá, trước khi các bạn nói chuyện với một người nào đó, một người đàn ông, khi mà các bạn có cảm giác là mình căng thẳng thì hãy cho mình thêm cái phương án dự bị, những cái mục đích dự bị như thế, để mình có thể, ví dụ cái phương án thứ nhất mà mình không đạt được mục đích của mình thì mình sẽ có một cái phương án dự bị để có thể có cảm giác tuyệt vời hơn chứ không quá thất vọng và đau khổ các bạn nhá. Cái lỗi thứ ba của các bạn khi mà nhắn tin cho đàn ông á, đó chính là nhắn những cái tin nhạt nhẽo. Mình biết rằng đây không phải là lỗi của các bạn, nhưng mà nếu mà chúng ta biết và chúng ta tránh đi thì nó sẽ tốt hơn. Những cái tin nhạt nhẽo là như thế nào? Ví dụ, chào anh, đây là một cái tin nhạt nhẽo. Anh đang làm gì đấy? Đây là một cái tin nhạt nhẽo. Hôm nay đi làm không? Đây là cái tin nhạt nhẽo. Nói chung tất cả những cái tin nhắn, mình không nói là các bạn không bao giờ được hỏi những cái đó, thỉnh thoảng các bạn hỏi thì không sao, nhưng mà các bạn cứ liên tục nhiều lần cứ hỏi những cái câu nó nhạt nhẽo như thế thì cái người đối phương người ta sẽ thấy là chẳng thấy thú vị gì cả và mình sẽ không có sức hấp dẫn. Các bạn biết đấy, trong cái thời buổi hiện tại bây giờ, nếu là 100% thì có đến 90% là không có được một mối tình say đắm và trọn vẹn. Và để mình bước vào cái con số 10% nhỏ kia ấy, là những cô gái đặc biệt và có được tình yêu thương và sự chiều chuộng của người đàn ông á, thì chúng ta phải hành xử khác đi, chứ chúng ta không thể nào mà cứ hành xử giống như mọi người đang hành xử được. Hãy trở thành một cô gái đặc biệt bằng cách nhắn những cái tin nhắn đặc biệt. Cụ thể là nhắn những tin nhắn đặc biệt như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần chi tiết hơn. 6 tin nhắn khiến cho người đàn ông phải say mê bạn. Bí quyết đầu tiên, tin nhắn đầu tiên là dùng những tin nhắn đặc biệt nói tiếp về cái chủ đề mà chúng ta vừa mới nói xong, đó là những cái tin nhắn nhạt nhẽo. Các bạn nói rằng những cái tin nhắn đó là nhạt nhẽo, vậy thì bây giờ mình phải nhắn những cái tin như thế nào cho nó đặc biệt đây, để mình đưa mình vào cái danh sách, cái số mà phần trăm là chỉ có 10% nhỏ nhoi kia mà được yêu và được chú ý kia, đúng không nào? Vậy thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó chính là tập trung vào chất lượng tin nhắn hơn là số lượng tin nhắn. Không phải là sáng cũng nhắn tin, trưa cũng nhắn tin, tối cũng nhắn tin, đêm cũng nhắn tin những cái tin vì anh đang làm gì, anh đang ở đâu, có đi làm không, vui không, mệt không. Đó là những cái tin mà số lượng thì rất là nhiều mà nhạt nhẽo mà không có chất lượng. Có những cái chàng trai mà khi nói chuyện với mình ấy thì họ có kể với mình là họ thực sự chán ngấy những cô gái mà nhắn tin cho họ quá nhiều. Lần nào cũng thế, chỉ nhắn những cái tin không có gì đặc biệt cả. Những tin anh đang làm gì, anh đang ở đâu, có đi làm không, ăn cơm chưa. Và những chàng trai này có nói với mình là thực sự chán luôn á. Mặc dù cô gái ấy cũng khá là xinh xắn, nhìn thì cũng khá là dễ thương, nhưng mà tại vì cái cách mà cô ấy nhắn tin khiến cho họ có ác cảm. Họ thấy là cô gái này không thú vị, mà đã có cái cảm giác không thú vị rồi thì không thể thích được. Và những cái chàng trai này thì cũng có nói cho mình cái điều khác biệt của những cô gái mà gây ấn tượng và khiến cho bạn ấy thích và bạn ấy phải yêu chân thành á, mà phải trân trọng cô gái ấy á. Đó là những cô gái mà khiến cho anh ấy có cảm giác là cuộc sống của cô ấy rất sôi động và rất phong phú. Ví dụ, hôm nay cô gái ấy đi hoạt động từ thiện, cô ấy sẽ chụp những cái tấm ảnh mà cô ấy đang vui đùa cùng với những đứa trẻ mồ côi hoặc những người già neo đơn. Cô ấy chụp những tấm ảnh và đôi khi cô ấy chia sẻ với cậu bạn này về cái một ngày của cô ấy đã diễn ra như thế nào. Cô ấy nói rằng hôm nay cô ấy đã làm được những việc có ích như thế nào và một ngày của cô ấy trôi qua vui vẻ và tích cực như thế. Và dẫn đến là cái người đàn ông này họ nghĩ như thế nào các bạn biết không? Họ bảo là cô ấy là một người tuyệt vời. Không chỉ là cái cách mà cô ấy gây ấn tượng với mình nó khiến mình có cảm giác là không bị nhàm chán, mà cái thứ hai nữa là mình cho thấy cô ấy là một người tốt, một người có tấm lòng lương thiện. Hoặc một chàng trai khác thì lại có nói với mình là một cô gái đã rất gây ấn tượng bởi chàng trai này và khiến cho cô ấy khác biệt so với những cô gái bình thường khác. Đó chính là cô gái này nhắn tin cho anh ấy cũng dùng những cái hình ảnh, những cái hoạt động mà cô ấy tham gia, ví dụ như là cô ấy vừa tham gia văn nghệ của trường chẳng hạn, cô ấy mặc những bộ cánh rất là đẹp, cô ấy chụp ảnh, cô ấy đăng lên Facebook, hoặc là cô ấy gửi cho chàng trai này và nói rằng hôm nay em đã có một ngày rất tuyệt vời, nếu anh ở đó thì anh phải biết rằng rất là sôi động và rất là hào hứng.
Đấy, nghe đến đây thì người đàn ông người ta thấy rằng ôi, cuộc sống của cô ấy rất hào hứng và rất phong phú và thú vị. Đó chính là cái lúc mà người đàn ông họ muốn tìm hiểu sâu hơn về các bạn và muốn bước nhiều hơn vào trong cuộc sống của các bạn. Đó chính là cái cách mà khiến cho tin nhắn của các bạn đặc biệt. Lần sau hãy hạn chế đến mức thấp nhất những cái tin nhắn mà nó nhạt nhẽo đi, thay vào đó bằng những cái tin nhắn mà có thể gây ấn tượng cho anh ấy biết là về bản thân, về một cô gái vui vẻ, tích cực và có nhiều hoạt động phong phú như thế nào, bằng cách là gửi những cái tin nhắn hình ảnh như thế để gây ấn tượng các bạn nhá. Đấy chính là cái cách nhắn tin đầu tiên. Cái tin nhắn số 2 mà các bạn có thể khiến người đàn ông này phải say đắm các bạn, đó chính là nhắn những cái tin mà khen về khả năng của anh ấy. Các bạn thân mến, trong tình yêu không thể nào thiếu những cái câu khen. Những câu khen làm cho những mọi người, kể cả nam hay nữ, đều có nhiều cảm xúc dâng trào, khen và cảm thấy sướng. Đó chính là khi mà người ta có những cái trải nghiệm tuyệt vời trong tình yêu, và đó chính là cái thứ mà sẽ khiến người ta gắn kết với một ai đó. Cho nên là việc các bạn có cái tin nhắn khen là điều không thể thiếu. Vấn đề là chúng ta sẽ khen thế nào thôi. Ví dụ nhá, hai bạn đã có một cuộc hẹn đầu tiên, sau đó là về nhà. Các bạn cũng có thể nhắn cho anh một cái tin như thế này: hôm nay trò chuyện với anh em cảm thấy rất vui, và điều quan trọng hơn là em cảm thấy rất là cảm ơn anh, bởi vì là hôm nay nói chuyện với anh em đã học được rất là nhiều điều. Ví dụ anh ấy nói chuyện với các bạn và anh ấy chia sẻ về cách mà anh ấy đã làm sao để học một ngoại ngữ này. Các bạn thấy rằng ôi, đấy là những bí quyết tuyệt vời mình có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình này. Thì mình khen anh ấy, khen là ôi, nhờ những cái bí quyết của anh mà em đã có động lực để học hơn này, và em cũng biết cách làm thế nào để học tốt hơn này. Hoặc là anh ấy có chia sẻ với các bạn về những cách mà ở trong công sở mình phải làm nào để phấn đấu trong công việc để mình có thể thăng tiến, ví dụ thế. Các bạn thấy những cái kiến thức mà anh ấy chia sẻ, anh ấy nói chuyện với các bạn nhìn thấy rằng ồ, đấy là những cái kiến thức mà nó tốt cho mình, mà mình thấy nó thực sự tốt, thì mình cũng sẽ nhắn tin để có thể chia sẻ với anh ấy, bảo là trân trọng những cái giá trị mà anh ấy đem lại, là những cái kiến thức đó nó đã giúp em như thế nào và em rất cảm ơn anh vì điều đó. Có thể các bạn nói cảm ơn, có thể nói không, nhưng mà hãy khen. Hãy nói với anh ấy là những cái kiến thức đó là mà các bạn đã học được từ anh ấy rất nhiều, thì anh ấy sẽ cảm thấy rất sướng các bạn ạ. Ai cũng thế, các bạn cứ nghĩ mà xem, có một người nói rằng ôi, nói chuyện với em rất thú vị và anh đã học được, và có một người nào đó đã nói với bạn là ôi, em đã học được rất nhiều từ chị và em cảm thấy hạnh phúc lắm, thì các bạn cũng thấy hạnh phúc lắm các bạn ạ nhá. Hãy dùng tin nhắn như vậy. Tin nhắn số 3 đó là khen về sự tử tế của đàn ông. Nếu như cái khen đầu tiên của các bạn là khen về những cái giá trị mà anh ấy đem lại cho bạn, thì cái tin nhắn thứ 3 này nó sẽ là cái tin nhắn mà khen về sự tử tế của một người đàn ông. Bởi vì nói cho cùng ấy, bất kỳ một người đàn ông nào trên thế giới này họ cũng muốn mình thực sự là một người đàn ông và là một người đàn ông tử tế. Không ai muốn là ai đó gọi mình là một người đàn ông tồi hay là lăng nhăng, mặc dù là chẳng biết anh ta như thế nào, nhưng mà không ai muốn mình bị gọi với cái tên và gắn cái mác là một người đàn ông không tử tế cả. Cho nên khi mà các bạn có thể khen anh ấy và nói về cái sự tử tế của anh ấy, thì anh ấy sẽ rất thích. Và đương nhiên khi các bạn khen về sự tử tế của anh ấy, thì anh ta sẽ không thể nào mà không tử tế với các bạn được. Bởi vì một khi anh ta có thể làm một cái điều gì đó không tử tế với các bạn, thì anh ta sẽ cảm thấy rằng ôi, mình không xứng với những cái câu nói mà cô ấy đã từng nói với mình. Và không ai muốn phá vỡ đi một cái ấn tượng tốt đẹp của mình về với một người khác đâu. Thường là sẽ như thế. Cho nên hãy khen về sự tử tế của anh ấy. Ví dụ trong cuộc hẹn của các bạn đã nói chuyện với nhau. Hoặc bình thường khi các bạn nói chuyện với nhau ấy, thì anh ấy có thể hiện quan điểm của anh ấy trong tình yêu, là trong tình yêu anh ấy tôn trọng những cái giá trị nào, và yêu thì phải chung thủy. Ví dụ thế, anh ấy có chia sẻ về những cái quan điểm của anh ấy trong cuộc sống, và các bạn thấy rằng đó là những điều tử tế, thì hãy khen anh ấy. Nói chuyện với anh em cảm thấy thực sự là vui. Nói chuyện với anh em thực sự cảm thấy có ý nghĩa, bởi vì anh đã cho em ấn tượng về một người đàn ông tử tế. Trong cái thời buổi hiện tại bây giờ có quá nhiều những người đàn ông lăng nhăng và không ra gì, thì anh cho em ấn tượng về một người đàn ông rất tử tế, một người rất tử tế. Và sau đó các bạn nói là đấy, những cái quan điểm gì mà anh đã nói với em mà cho em thấy rằng anh là một người tử tế. Khi các bạn nói những cái câu này thôi, thì bắt buộc cái người đàn ông kia thì họ phải cố gắng nỗ lực để xứng đáng với cái câu nói của các bạn. Người ta đã khen mình tốt như thế, chẳng lẽ mình lại đi làm những cái điều ngược lại, đúng không nào? Cho nên đây cũng là một cái tin nhắn rất quan trọng trong việc khiến cho một người đàn ông yêu bạn say đắm. Cái thứ tư là những cái tin nhắn gợi nhớ.
Tin nhắn thứ tư là những tin nhắn mà sẽ, ví dụ các bạn không ở gần nhau, các bạn nhắn tin, các bạn sẽ nói chuyện về để gợi nhắc anh ấy về những kỷ niệm tốt đẹp, vui vẻ và những trải nghiệm thú vị mà các bạn đã từng có với nhau. Ví dụ trong cái thời gian mà yêu xa của bọn mình với cả chồng mình ấy, thì mình thường là mình sẽ nhắn, thỉnh thoảng mình sẽ nhắn cái tin để gợi nhớ về những kỷ niệm tuyệt đẹp của cả hai người và đem lại những cái cảm xúc mà có thể là trước đây mình đã từng quên rồi. Ví dụ yêu nhau trong một thời gian dài, các bạn có thể quên là trước đây mình đã từng rung động với những cảm xúc tuyệt vời như thế nào. Thì lúc đó có thể đây là những cái tin nhắn mà sẽ gợi nhớ đến những cái kỷ niệm, đến những cái cảm xúc mãnh liệt mà các bạn đã từng có với nhau. Ví dụ nhá, bạn có thể nói như này: hôm nay em đã đi qua con phố này, đó là lần đầu tiên mà chúng ta đi dạo cùng nhau. Nó làm cho em nhớ về cái lần đầu tiên mà lúc đó anh đã nắm tay em. Mà đến bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến cái khoảnh khắc đó là trong người em lại cảm thấy rất xốn xang và rung động. Đó, hãy cho anh biết rằng những cái cảm xúc của các bạn. Và đến khi mà anh ấy nhận được cái tin nhắn của bạn, anh ấy cũng nhớ lại, trong đầu anh ấy cũng tưởng tượng ra cái cảnh tượng mà lần đầu tiên đi cùng bạn trên con đường đó, và anh ấy đã chủ động nắm tay bạn như thế nào. Và những cái cảm xúc ngày xưa các bạn có thể là một thời gian các bạn đã quên rồi, nó lại được mang trở lại và đem cho anh những cảm xúc như thế. Những cái cảm xúc như thế nó làm sống lại tình yêu trong lòng các bạn và khiến cho anh ấy nhớ các bạn. À, ước gì bây giờ mình có thể được ở bên cạnh cô ấy nhỉ? Ước gì bây giờ mình có thể nắm tay cô ấy giống như cái lần đầu tiên mà mình nắm tay cô ấy. Đó, đó là những cái tin nhắn mà gợi nhớ về những kỷ niệm nhá. Bất kỳ những kỷ niệm ban đầu mà, thường thường là những cái kỷ niệm ban đầu mà khi các bạn chuẩn bị yêu nhau á, hoặc là mới yêu nhau, những cái cảm xúc nó nồng cháy lắm. Khi mà các bạn cảm thấy rằng ôi những cái kỷ niệm này có thể là anh ấy đã dần dần nó mờ nhạt đi rồi, thì đó là những cái thời gian, vậy đây là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể nhắn tin cho anh ấy và gợi nhớ anh ấy về những kỷ niệm và những cảm xúc tuyệt vời mà các bạn đã từng có với nhau nhá. Hoặc cũng có thể như thế này: và hôm nay em vừa tham gia một hoạt động văn nghệ của trường, ở trường có phát một bài hát là ABC gì đó. Đó là cái bài hát mà có lần anh đã hát cho em. Mỗi lần nghe bài hát đó, trong lòng em lại sống lại những cảm xúc như thế nào như thế kia. Em đã thích thú như thế nào, em đã vui như thế nào, em đã xao xuyến như thế nào. Đó, hãy đưa vào đó những cái cảm xúc của các bạn, để cho những cái cảm xúc mà các bạn cảm nhận đó, anh ấy khi đọc tin nhắn, anh ấy cũng sẽ cảm nhận được. Cái tin nhắn số 5 mà sẽ làm cho một người đàn ông rất yêu bạn và gắn bó với các bạn, đó là những cái tin nhắn hỏi ý kiến. Đó chính là một người đàn ông thì lúc nào cũng muốn mình là một người sẽ có kiến thức, có tri thức và khiến được người khác tôn trọng. Cho nên là bằng cái cách mà các bạn hỏi ý kiến của anh ấy khiến cho anh ấy có cảm giác là được tôn trọng. Ví dụ là: hôm nay em vừa được bầu làm lớp trưởng, em cảm thấy căng thẳng quá anh ạ. Em không biết là nên làm như thế nào để có thể là một người lãnh đạo tốt. Hoặc là: hôm nay ở công ty em vừa được thăng chức trưởng phòng, em còn chưa biết là làm nên phải làm thế nào để có thể trở thành một trưởng phòng tốt nữa. Có những kiến thức gì mà em cần phải học thêm để có thể đảm nhận được cái vị trí này? Nếu anh ấy là một người tốt hơn bạn ở một vài lĩnh vực nào đó thì các bạn có thể hỏi anh ấy. Những cái tin hỏi ý kiến như thế này, hỏi kinh nghiệm như thế này sẽ khiến người đàn ông rất là thích. Bởi vì họ thấy rằng cô ấy cần mình để cho cô ấy chỉ dẫn cho cô ấy những cái này, những cái kia. Nó là những cái tin nhắn chủ động từ các bạn. Các bạn vừa có thể là lắng nghe được những cái kiến thức mà lại làm cho người đàn ông họ sướng nữa. Các bạn biết không? Họ sướng thì họ sẽ yêu các bạn và gắn bó với các bạn thôi. Và tin nhắn số 6 để cho một người đàn ông yêu các bạn và gắn bó với các bạn, đó chính là dùng những cái tin nhắn hình dễ thương, những cái biểu tượng icon ở trên ứng dụng ạ. Các bạn có thể nhắn cho anh ấy. Đây là cái cách mà mình và chồng mình luôn luôn dùng với nhau từ cái thời mà bọn mình yêu nhau. Đến bây giờ là bọn mình đã kết hôn được một thời gian rồi, thì bọn mình vẫn cứ dùng những cái icon dễ thương đó. Và mỗi lần ý, khi mà dùng những cái icon dễ thương đó thì mình luôn luôn nhớ đến chồng mình. Cho nên những cái icon dễ thương này thì các bạn hãy tận dụng nó một cách triệt để nhá. Nó khiến cho cái người đối diện, người ta thấy ôi cô gái này dễ thương quá, anh chàng này dễ thương quá, đáng yêu quá. Và nhìn vào những cái hình đó, các bạn có thể tưởng tượng về cái người kia, cái sự dễ thương và đáng yêu của người kia như thế nào. Đấy, đấy chính là cách mà bọn mình đã dùng. Các bạn thân mến, mình hy vọng rằng 6 cách nhắn tin và những điều mà các bạn cần phải tránh khi nhắn tin với người mà các bạn yêu sẽ khiến cho các bạn được yêu một cách say đắm. Và đây là những cái bí quyết thực sự có rất rất có hiệu quả nếu các bạn sử dụng nó một cách nghiêm túc và nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng. Các bạn nhớ nhá, hiệu quả thì chưa bao giờ là cũ.
Vấn đề là các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào thôi. Hãy sử dụng nó và cho mình biết rằng hiệu quả của nó như thế nào. Mình rất hy vọng sẽ nhận được những phản hồi của các bạn. Đừng quên để lại comment cho mình nhé. Và nếu thích video này thì đừng quên nhấn vào like. Còn nếu chưa nhấn vào đăng ký thì hãy nhấn vào đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ một bí quyết tình yêu thú vị nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có nói rằng: chị ơi, em tên là Dương, còn bạn kia tên là Ngọc. Bọn em ban đầu yêu đến với nhau vì có cùng hoàn cảnh và rất đồng cảm với nhau. Qua một thời gian dài, hai đứa ở bên nhau rất thông cảm và chia sẻ cho nhau. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có lẽ đã khác. Em là người yêu chung thủy và hết mình và rất vững lòng. Có thời gian vì công việc em làm bị thất bại, rơi vào trạng thái ủ rũ tiêu cực, làm cho bạn gái bây giờ của em có cảm giác không có ý chí, dễ bỏ cuộc và không biết vực lên. Bạn ấy có vẻ là nữ quyền một chút, luôn có tiêu chí ngày càng cao, nên là dễ bị thu hút bởi những cái mà giỏi hơn cô ấy. Em thì thiên về tình cảm hơn, chăm lo hai đứa, nói chung là gần như là nội trợ ấy. Bây giờ xảy ra mâu thuẫn, em rất hiểu lý do vì sao. Chị có thể tư vấn giúp em để làm sao mà chúng em có thể quay lại được không ạ? Thời gian này em có vẻ hoảng hay làm theo bản năng, nhưng em nhận ra đó không phải là cách. Nhờ vào những video của chị, em đã bắt đầu lấy lại tinh thần và giờ cần có hướng để giống như là yêu và tạo lại cảm xúc từ đầu. Bạn kia cũng có ý là chờ và nhìn nhận em làm lại như thế nào. Nhưng em bị cái ngăn cản rất lớn trong người, đó là cảm xúc. Trước đây mẹ em mất, em đã sốc và kiểu như là không còn người tin tưởng để mình phấn đấu trong cuộc sống. Rồi bạn ấy đến làm cho em có lại niềm tin rất nhiều. Bây giờ cho dù là có nói là làm lại tán tỉnh từ đầu, em vẫn hoảng sợ trong người và mất đi niềm tin. Chị ơi, chị có cách nào giúp em được không? Em thân mến, em là một người con trai mà thông qua những câu nói và những cái hành động của em á, thì chị thấy rằng em có vẻ hơi bị yếu đuối một chút. Mà thường ý, thì con gái luôn luôn thích những người đàn ông mà mạnh mẽ, một người đàn ông mà có thể che chở được cho mình, một người đàn ông mà có ý chí vươn lên, chứ không phải là một người đàn ông yếu đuối mà để cô ấy còn phải bảo vệ mình nữa. Đương nhiên sẽ có những cái tình huống như vậy khi người ta có đầy đủ cái sự yêu thương đối với em, nhưng nói chung về mặt cơ bản, một mối quan hệ mà bền vững và lâu dài thì ở đó người đàn ông phải là một người đàn ông và một người phụ nữ phải được là một người phụ nữ, thì đó mới là một mối quan hệ bền vững được. Em biết rất rõ mối quan hệ của em nằm ở đâu, là giữa bọn em thì nó đã không còn có những cảm xúc nhiều nữa rồi. Cô ấy thì là một người cũng khá là mạnh mẽ và cô ấy muốn nhìn xem là em có thể thay đổi được đến đâu. Thì em có nói là em biết vấn đề ở đâu, em biết rất rõ lý do là tại sao đúng không? Em biết vấn đề ở đâu thì em phải thay đổi ở đó. Tất cả những điều mình làm trong quá khứ nó không làm cho mối quan hệ này nó tốt đẹp hơn, thì bây giờ sẽ là lúc mà mình thay đổi. Đặc biệt là lại là một người đàn ông như em nữa, bây giờ em phải có những cái thay đổi thực sự rất là lớn trong cuộc sống và trong suy nghĩ của em. Thứ nhất là đừng có mê tín nhá. Đừng có nghĩ là phải xem sinh chắc vân tay ở đâu. Bởi vì đây là một cái câu mà em cũng có hỏi chị, nhưng mà chị cũng chưa đọc trong câu chuyện này, nhưng mà là có hỏi. Thì chị muốn nói là một người đàn ông thực sự ấy, họ phải làm chủ cuộc sống của mình. Đấy chính là cái bản lĩnh, đấy chính là cái lý do mà khiến cho một người phụ nữ muốn gắn bó với em. Cho nên em phải là một người có bản lĩnh, đừng có mê tín. Đừng có nghĩ là các ông bói bà bói mà nghĩ rằng mình như thế này như thế kia thì là mình không thể làm mà tốt hơn được. Đừng có nghĩ như thế. Dù ai nói gì, mình cũng phải là một người đàn ông duy nhất có cái niềm tin vào chính mình ấy đã. Chính việc mình có niềm tin vào mình sẽ khiến cho người phụ nữ của mình có niềm tin vào mình. Đấy là cái điều đầu tiên, em phải mạnh mẽ để tự tin vào cái điều đó. Cái thứ hai, em phải là một người đàn ông biết kiếm tiền và kiếm ngày càng nhiều tiền. Chị không biết là cái tình hình tài chính của em bây giờ như thế nào, nhưng mà cái điều này rất là quan trọng. Chính cái việc mà em có thể chủ động về tài chính và có một nguồn tài chính dư giả, nó sẽ khiến cho người phụ nữ có cảm giác an toàn. Em ạ, đôi khi không phải là người phụ nữ thực dụng hay gì cả đâu. Với phụ nữ, tiền là cảm giác an toàn. Nên khi mà họ bước tới với một người đàn ông thì họ rất hy vọng là người đàn ông đấy có khả năng lo được cho anh ấy và lo được cho mình nữa. Cho nên đây là một cái điều mà em cũng cần phải chú ý đến. Em có nói là trước đây em đã từng gặp khó khăn trong công việc và điều đó làm cho cô gái ấy có cảm giác mất niềm tin vào mình nhiều. Thì bây giờ đàn ông, người ta nói là đàn ông à, có thể giàu, có thể nghèo, nhưng không thể nào không có ý chí được. Đấy, nhất định phải có ý chí. Ý chí là cái thứ duy nhất, là cái nền tảng để người kia người ta có niềm tin vào em. Để em có niềm tin vào mình thì mối tình này nó mới có kết quả được.
Còn nếu bây giờ mình đã thất bại trong công việc rồi, xong rồi mình còn không có ý chí để vươn lên nữa, thì làm sao mà người ta có thể gắn bó với mình được, đúng không? Bây giờ việc của em ấy là phải làm một người đàn ông mạnh mẽ, học cách làm một người đàn ông mạnh mẽ, học cách kiếm tiền, mà không chỉ là kiếm nhiều tiền mà còn kiếm ngày càng nhiều tiền hơn nữa. Đấy, một trong những cái bản năng mà thể hiện, một trong những cái điều mà thể hiện là em đàn ông ấy, thể hiện được cái việc là em kiếm được tiền. Đấy, em lo cho cuộc sống của cô ấy và lo được cho cuộc sống của mình nữa. Cái điều đầu tiên là lo cho cuộc sống của mình cái đã này. Đấy, nên phải tài chính nhá. Em phải làm được điều đó. Em có thể bây giờ em đang nghèo cũng được, hay là bây giờ em đang khó cuộc sống bình thường cũng được. Điều quan trọng em phải có ý chí vươn lên ngày càng cao hơn. Em cũng thấy là cô gái của em là một cô gái cũng khá là mạnh mẽ và luôn hướng đến những cái điều tốt hơn và giỏi hơn mà, đúng không? Cô ấy đang hướng lên như thế mà mình lại không hướng lên, mình cứ đứng bằng bằng như này thì bọn em không thể khớp với nhau được. Cô ấy đang hướng lên thì mình cũng phải hướng lên chứ, đúng không? Đấy, mà kể cả cô ấy đang không hướng lên mình cũng phải hướng lên, bởi vì đấy là cái con đường để tiến bộ, để sống một cuộc sống tốt hơn. Em phải có cái con đường đấy nhá. Hãy học cách, hãy nghiên cứu, đừng có ở đó và ủ rũ và đau buồn đi tìm xem là ông bói với thầy bói hay là sinh chắc văn tay ở chỗ nào. Đừng nhá. Tìm những cái quyển sách để đọc, những cái bí quyết để làm giàu, tìm thêm những cái công việc mà mình có thể làm, nghĩ về những cái đó nhiều hơn. Cái đó nó mới khiến em thực sự là một người đàn ông và có sức hấp dẫn nhá. Hãy nhớ điều đó. Và cái điều tiếp theo nữa đó chính là em không được phụ thuộc quá vào cái mối quan hệ này. Bởi vì chị thấy là trong những cái tin nhắn của em, chị thấy em quá phụ thuộc vào cô ấy. Mặc dù em đã cố gắng để thay đổi, nhưng mà em phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm của cô ấy. Em rất sợ mất cô ấy. Em có nói là trước đây là mẹ em đã làm em sốc rất là nhiều rồi, bây giờ không có mẹ thì em đã cảm thấy rất là thiếu thốn. Bây giờ có thêm cô ấy, em có niềm tin. Và bây giờ giống như là một cái phao của em ấy, mà thiếu cái phao đấy em sẽ bị chìm ấy. Có cảm giác như thế. Thì không được em ạ, em là một người đàn ông, em phải mạnh mẽ lên. Đương nhiên là chị không nói là em sẽ không chung thủy với cô ấy hay là không coi cô ấy là quan trọng. Đương nhiên vẫn chung thủy với cô ấy, vẫn coi cô ấy là quan trọng. Nhưng mà mình phải không được phụ thuộc. Mình phải sống một cuộc sống độc lập. Độc lập ở chỗ nào? Mình kiếm được tiền, mình độc lập về tài chính, mình độc lập về tư tưởng, mình mạnh mẽ. Bởi vì mình biết rằng mình sinh ra là để tận hưởng những cái điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này, bao gồm hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong sự nghiệp. Một người đàn ông là phải làm được những cái điều đó thì mới thực sự có sức hấp dẫn. Còn nếu em phụ thuộc, em nghĩ rằng không có cô ấy mình không thể sống được, em nhất định phải có cô ấy, em dao động thì em sẽ không có sức hút với cô ấy nhá. Cho nên bây giờ cái việc quan trọng đối với em, cái chuyện hàng đầu đối với em bây giờ đó là phải bồi dưỡng tinh thần này, khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn này, là một người đàn ông mạnh mẽ. Bởi vì chị đang thấy ở em là một người đàn ông hơi có bị yếu đuối một chút nhá. Thế nên mình phải chiến đấu, mình phải mạnh mẽ lên. Đôi khi cái sự mạnh mẽ có thể làm cho mình đau, có thể mình buồn ấy. Có những người đàn ông mà họ phải rơi vào những tình huống mà họ phải khóc. Khóc cũng được, mình khóc, mình tự khóc một mình rồi mình lại phải vững vàng mình bước lên. Đấy, một người đàn ông mạnh mẽ là phải như thế. Một người bản lĩnh phải như thế. Và chị muốn nói với em là cô gái nào cũng thích một người đàn ông có bản lĩnh hết, mà phải tiến lên, có ý chí. Tất cả các cô gái tuyệt vời, các cô ấy đều biết rằng mình sẽ cần phải có một người đàn ông có ý chí em ạ. Đặc biệt là cô gái của em còn nói là cô ấy rất là thích những người giỏi hơn mình, đúng không? Em có thích những người giỏi hơn mình không? Em cũng phải phấn đấu để trở thành một người giỏi hơn. Còn nếu như bây giờ em không cố gắng mà em chỉ ở đó, em tự ti, thì cô ấy sẽ không nhìn thấy cái sự tiến bộ ở em và cô ấy sẽ không thấy hấp dẫn ở em. Cái thứ hai nữa là em đừng có thay đổi theo tất cả những gì cô ấy nói, bởi vì chị thấy là em khá là phụ thuộc trong mối quan hệ này. Cô ấy bảo nhìn xem cái sự thay đổi của em như thế nào, và chị có cảm giác là em sẽ thay đổi theo gì, những gì mà cô ấy muốn. Em cần phải là một người đàn ông có chính kiến, có quan điểm rõ ràng, không phải là mình nghe theo đâu em ạ. Có chính kiến, có quan điểm rõ ràng, có chí hướng để phát triển tương lai. Đấy, đấy là những cái thứ mà nó sẽ khiến cho người phụ nữ của em khâm phục em, trân trọng em và yêu em. Người ta có lý do để yêu em bởi vì em là một người chính trực, là một người đàn ông tử tế, là một người đàn ông tốt. Đấy, người ta ngưỡng mộ em bởi vì em là một người có ý chí. Người ta thấy ý chí của em rất là mạnh, thậm chí ý chí của em còn mạnh hơn người ta. Mình có thể thất bại trong công việc, mình lại làm lại, mình kiếm được nhiều tiền, mình kiếm nhiều tiền hơn nữa. Thì đấy chính là cái ý chí của em. Vấn đề không phải em có bao nhiêu tiền, vấn đề là cái ý chí của em nó lớn như thế nào. Đấy là cái thứ khiến người phụ nữ kia ngưỡng mộ em và yêu em. Còn một cái lý do nữa mà khiến người ta trân trọng em, đấy là vì em có chính kiến riêng của mình. Còn chị nói thật với em là nếu em cứ cô ấy nói gì em làm theo như thế, em vẫn không có sức hấp dẫn đâu.
ai cũng phải là một người có chính kiến riêng của mình thì đấy là mới là một người hấp dẫn. Cho nên là với tất cả những cái quyết định trong cuộc sống của mình, em cần phải đặt cuộc sống của mình làm trọng tâm chứ không phải đặt cô ấy vào làm trọng tâm nhá. Đương nhiên chị hy vọng rằng mối quan hệ của em nó sẽ tiến tới lâu dài và em sẽ đi đến cuối cùng của hạnh phúc, là sẽ lấy nhau, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là em phải đặt cái mục tiêu cuộc sống của em nó làm trọng tâm chứ không phải cô ấy nhá. Mình sẽ có một cuộc sống mà dư giả về vật chất, hạnh phúc về tâm hồn, có một người phụ nữ thực sự yêu thương mình, chăm sóc mình, sẽ ở bên cạnh mình và làm cho mình hạnh phúc. Đấy, đấy là con đường hạnh phúc của em, thì em phải đi theo con đường đấy. Còn một khi em đã có đủ bản lĩnh để đi theo cái con đường đấy rồi, em sẽ rất mạnh mẽ và rất bản lĩnh, thì người phụ nữ này người ta thấy như vậy, người ta sẽ đi cùng em trên con đường đó. Còn nếu em không có một con đường rõ ràng để đi, người phụ nữ người ta sẽ không có lý do để có thể dựa dẫm vào em, không có lý do để nhìn thấy một cái tương lai tươi sáng hơn dành cho bọn em, thì người ta lấy đâu ra lý do để ở bên mình đây, đúng không nào? Cho nên đấy, bây giờ là cái thứ mà chúng ta cần phải thay đổi đấy, cái thứ mà em cần phải thay đổi ở trong con người của mình. Còn nếu mình cứ yếu đuối về tâm hồn, lại yếu đuối cả về cái mặt gọi là tài chính nữa, thì thực sự là không sớm thì muộn, cái mối quan hệ này nó sẽ phai nhạt dần và người ta sẽ không tìm thấy lý do để ở bên em nữa. Nói chung là trên đời này ấy, thì người ta làm cái gì cũng có lý do của người ta cả đấy em ạ. Không phải là anh có một người đàn ông nói rằng anh yêu em vô điều kiện, hoặc là một cô gái nói rằng em yêu anh vô điều kiện, thì tức là vô điều kiện thôi. Thì tức là người ta không cần điều kiện gì người ta cũng yêu đâu. Người ta yêu vô điều kiện bởi vì có quá nhiều điều kiện rồi, người ta đếm không xuể. Tốt quá người ta yêu nhau một cách là không đếm nổi cái điều kiện đó là gì em ạ. Chứ không phải là không có điều kiện gì mà người ta yêu nhau đâu, vì người ta có quá nhiều điều kiện tốt ở nhau, người ta nhìn thấy và người ta yêu nhau đấy. Ai yêu nhau có một lý do cả, đúng không? Ví dụ như là chị yêu chồng của chị cũng thế. Đương nhiên chị có thể nói rằng em yêu anh vô điều kiện, mà thực sự bây giờ mình có thể yêu vô điều kiện thật. Nhưng nếu bây giờ anh ấy là một người không có ý chí, chỉ cần anh ấy không có ý chí thôi là anh ấy đã mất hấp dẫn trong mắt chị rồi. Thời gian ngắn chị còn chịu được, thời gian dài chị không thể chịu được như thế. Mà chính cái điều mà làm cho chị gắn bó với anh ấy là bởi vì là anh ấy là một người rất có ý chí. Điều đó nó khiến cho chị có niềm tin rằng dù bây giờ anh ấy có đang ở vị trí nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ bước lên những cái nấc thang cao hơn trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Mình có cái niềm tin ở đấy. Còn nếu không có ý chí, em không hề chia sẻ về cái con đường ý chí của em như thế nào, người kia người ta không biết, cái con đường tương lai của em mù mịt, thì người ta sẽ không biết là người ta sẽ phải tin tưởng em như thế nào, gắn bó với em như thế nào. Và em sẽ vạch ra mình cho mình một con đường rất rõ ràng là mình sẽ có một cuộc sống này, tài chính thì dư giả này, hạnh phúc này, rồi một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình đi theo cái con đường đấy, mình đi theo những mục tiêu sống của mình đấy. Thì đó là khi em hấp dẫn. Hãy thay đổi từ trong tư duy của mình em nhá. Đương nhiên là với cái ký ức trong quá khứ thì chị biết rằng nó sẽ gây ra đến cái việc là em sẽ là một người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối thì mình phải rèn luyện. Cái sự mạnh mẽ nó đến từ sự rèn luyện mà, chứ không phải là mình cứ một ngày hai ngày cái là mình đang yếu đuối mà mình thành mạnh mẽ luôn, là mình sẽ rèn luyện từng ngày nhá. Và cái thứ em cần tập trung là cuộc sống của em, cuộc sống mà em cần hướng tới nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.